Xin chào mọi người đến với channel của HPH. Lượt trận thứ 2 của vòng bảng vòng chung kết Euro 2020 đã tiếp tục diễn ra rất sôi động và hấp dẫn. Sau khoảng 1/3 chặng đường, các cái tên đầu tiên đã xác định vào vòng loại trực tiếp, đó là Italia, Bỉ và Hà Lan. Italia vẫn đang chứng tỏ sức mạnh của mình khi toàn thắng 2 trận vòng bảng đầu tiên trước Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ, 6 bàn thắng và màn lưới với đội bóng thành vững chãi. Thầy trò huấn luyện viên Roberto Mancini đang mang đến Euro năm nay một lối chơi đa dạng, tấn công phòng thủ toàn diện. Với các kết quả ấn tượng đã giành được, Italia đang cho thấy mình là một ứng cử viên vô cùng đăng ký tại Euro năm nay. Một ứng cử viên khác đó chính là đội tuyển Bỉ, không thể hiện vui vẻ như Italia, nhưng đội tuyển Bỉ vẫn thể hiện bản lĩnh của đội bóng số 1 thế giới. Eden Hazard cùng đồng đội đã thi đấu rất thăng hoa trước đội tuyển Nga với tỷ lệ 3-0. Đối với trận đấu đang mạnh tại Copenhagen, nhờ sự tỏa sáng của Kevin De Bruyne, đội tuyển Bỉ đã vượt qua mọi khó khăn và thử thách trên đất Đan Mạch với thắng lợi 2-1 đầy kịch tính. Cờ lốc màu da cam tuyển Hà Lan cũng đã giành được 6 điểm sau 2 lượt trận. Đoàn quân huấn luyện viên Frank de Boer không là phụ lòng người hâm mộ khi trình diễn lối đá đẹp mắt trước Ukraine và Áo. Với nhà cầu thủ đầy tính sáng tạo như Memphis Depay, Wijnaldum hay tài năng trẻ Frankie de Jong, Hà Lan cho thấy sự nhanh nhẹn và kinh nghiệm của mình trước các đối thủ. Vòng chung kết Euro 2020 diễn ra từ ngày 12 tháng 6 tới ngày 12 tháng 7. Đêm nay sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu hấp dẫn tại vòng đấu 7. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Hãy cho mình một like, một share, một comment nhé và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những tin tức thể thao hấp dẫn khác.